Nhã Phương mang dép tổ ong, tay trong tay cùng Trường Giang đón sinh nhật ở Phú Quốc. Hình ảnh giản dị gần gũi của cặp đôi Nhã Phương Trường Giang khi diện đồ tông suệt tông và đi dép thang tổ ong tại sân bay khiến người hâm mộ thích thú. Mới đây, Nhã Phương đón sinh nhật lần thứ 27 của mình bên cạnh Trường Giang và người thân tại Phú Quốc. Đây cũng là nơi mà nam diễn viên hài vừa tậu một căn nhà có giá khoảng 15 tỷ. Sau khi có nhà cửa ổn định, Trường Giang cho biết sẽ tính đến chuyện hôn nhân. Trước đó, vào buổi tiệc kỷ niệm của Dương Triệu Vũ và Đàm Vĩnh Hân, Trường Giang đã xác nhận sẽ tổ chức đám cưới vào ngày 25 tháng 5, nhưng chưa biết năm nào. Nam diễn viên hài còn tiết lộ đã cầu hôn Nhã Phương tại Phú Quốc, cũng như mong ước có hôn lễ diễn ra tại một bãi biển lãng mạn. Trước đó, cặp đôi gây chú ý khi diện đồ tâm suyệt tông sánh bước bên nhau ở sân bay. Đặc biệt, hình ảnh Nhã Phương diện đồ trẻ trung năng động đi dép thang tổ ong khiến cộng đồng fan vô cùng thích thú. Đôi dép quen thuộc này gắn liền với hình ảnh mười khó của Trường Giang trong nhiều năm qua. Tại Phú Quốc, cặp đôi cũng bị bắt gặp mang dép tổ ong và diện trang phục khỏe khoắn. Trong chuyến đi này, còn có sự đồng hành của gia đình Nhã Phương. Không khó để khán giả tin rằng chuyện hôn lễ của cặp đôi sẽ sớm diễn ra. Chị em của Nhã Phương cũng có mặt trong chuyến đi này. Hai người này vậy mà rất hợp nhau, đến cả đôi dép tổ ong cũng đi có đôi có cặp. Một người hâm mộ cặp sao bình luận. Nhã Phương và Trường Giang trong chuyến du lịch Phú Quốc mừng sinh nhật cô. Cha mẹ nữ diễn viên cũng có mặt trong chuyến đi này. Người thân tiết lộ, Nhã Phương và Trường Giang được sự yêu quý của hai bên gia đình. Mỗi lần cha mẹ Nhã Phương lên thành phố Hồ Chí Minh thăm con, mười khó đều mời hai bác đến cửa hàng đứng tên anh. Mẹ ngôi sao tuổi thanh xuân đặc biệt thích sự hài hước và chín chắn của danh hài. Về phía nữ diễn viên 27 tuổi, cô cũng thường tranh thủ về Tam Kỳ, Quảng Nam để gặp gỡ và thăm gia đình bạn trai mỗi khi có thời gian. Những người hâm mộ cặp đôi Nhã Phương Trường Giang tin rằng ngày vui của họ không còn xa. Vài nguồn tin còn tiết lộ mười khó đã âm thầm đặt tiệc cưới ở cùng địa điểm với danh hài Trấn Thành. Trong buổi gặp gỡ truyền thông hôm 16 tháng 5, Trường Giang khéo từ chối trả lời câu hỏi này. Khi nào tôi nói trên báo mới là sự thật, anh nói. Mười khó cho rằng kết hôn là chuyện của hai người và không cần đi kể lể khắp nơi. Trai lớn lấy vợ, gái lớn gả chồng, đó là chuyện tự nhiên trong cuộc sống, có gì đâu mà kể. Nếu tôi lấy chồng mới cần kể, anh nói. Anh cũng không giải thích cách gọi Nhã Phương là vợ sắp cưới vì hai người chưa đăng ký kết hôn. Đưa ra ý tưởng về lễ cưới trong mơ, Trường Giang nhấn mạnh, khác biệt và thú vị, tôi thích làm MV hài, cô dâu chú rể bị bắt cóc giả hạn, làm cái gì đó cho có kỷ niệm sau này. Các chị em của Nhã Phương cũng có mặt trong chuyến du lịch ở Phú Quốc, mừng sinh nhật cô. Trước đó hôm 14 tháng 5, nữ diễn viên tổ chức tiệc sinh nhật dành cho người hâm mộ và cũng có sự tham gia của Trường Giang. Trường Giang và Nhã Phương công khai tình cảm từ năm 2016. Trong gần 2 năm qua, hai người vấp không ít tin đồn rạn nứt. Cặp đôi bị đồn đường ai nấy đi khi Nhã Phương lộ ảnh thân mật với một nghệ sĩ đàn em. Theo tin tức, có người còn chứng kiến cảnh hai người cãi nhau tại nhà hàng của danh hài, sau đó Nhã Phương bỏ về một mình. Hình ảnh bị rò rỉ được cho là ảnh của Trường Giang và Nhã Phương. Lời hứa của Đặng Hữu Nghị, người cha có hai con bị bại não. Anh Đặng Hữu Nghị, người một mình nuôi hai con bại não, nổi tiếng qua clip gà trống nuôi con, hứa sẽ sống tốt và sử dụng số tiền những người trao tặng hợp lý. Sau khi anh Đặng Hữu Nghị đứng ra xin lỗi Mạnh Thường Quân và người vợ cũ về việc cường điệu hoàn cảnh gia đình để lấy ni nước mắt, vẫn có rất nhiều người sẵn sàng chung tay hỗ trợ anh. Sáng ngày 20 tháng 5, căn nhà nhỏ của anh tại xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh vẫn đông đúc người. Phía ngoài đường ô tô, xe máy ra vào liên tục, mặc dù mọi người đều biết câu chuyện lâu nay, báo chí đăng tải không hoàn toàn chính xác. Gặp mọi người, anh Nghị cho biết, kể từ lúc vợ của anh xuất hiện, cuộc sống ba cha con bắt đầu đảo lộn. Đặc biệt, điện thoại của anh nhận được rất nhiều lời dọa giết và đề nghị anh phải trả lại tiền cho tất cả Mạnh Thường Quân. Có người dọa sẽ đến tận nhà và chém nếu không dọn đi nơi khác. Giờ tôi rất lo lắng cho cuộc sống của mình. Anh Nghị nói và mong muốn hãy trả lại cho anh cuộc sống bình yên, cầu mong khi anh ra đường không ai đánh đập. Nghe lời tâm sự của anh Nghị, một Mạnh Thường Quân hứa sẽ liên hệ công an huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh để nhờ pháp luật bảo vệ xử lý người đe dọa. Tuy nhiên, Nghị cảm ơn và từ chối. Anh Nghị cho biết người nhắn tin hăm dọa lấy mạng anh đã tự khóa sim.
Cũng tại đây, nhiều mạnh thường quân đã bày tỏ sự cảm thông với hoàn cảnh hiện tại của cha con anh Nghị. Nhiều người đã động viên anh sống tốt và chăm sóc hai con khỏe mạnh. Trong đó có bà Thúy Nguyễn, Việt Kiều Úc đã đến nắm chặt tay anh và gửi tặng 300 đô và khuyên anh cần tôn trọng sự thật. Cầu mong sau sự cố này, anh sẽ nhận thức đầy đủ về điều đó và tự điều chỉnh hành vi của mình. Nói dối, nói quá về vợ của mình là không đúng. Sau đó, bà Thúy Nguyễn quay sang nói với những người xung quanh: ai muốn hỗ trợ tiền, hãy giúp đỡ anh Nghị, vì sao anh cũng lấy đó để nuôi bản thân, chăm hai con. Nhưng không vì vậy xã hội ghét bỏ anh, dù sao anh cũng là người cha mẫu mực. Xúc động trước tấm lòng bao dung, sự chia sẻ ấm áp của mọi người, anh Nghị hứa sẽ không phụ lòng họ, những nhà hảo tâm đã dang rộng vòng tay với cha con anh. Thì ra đây chính là nơi tổ chức lễ đính hôn của cặp đôi Trường Giang nhà Phương. Nhìn bên trên đúng là xanh điệu, nhưng đưa mắt xuống dưới thì nhiều người cảm thấy không thể hiểu nổi cặp đôi này. Theo thông tin được biết, Trường Giang và Nhã Phương sẽ tổ chức hôn lễ vào 25 tháng 5 sắp tới. Địa điểm được cặp đôi bật mí sẽ là ở bãi biển. Còn theo thông tin từ bạn thân của Nhã Phương thì cả hai sẽ tổ chức đính hôn vào ngày 20 tháng 5, tức là ngày kia. Mới đây, trên một trang Facebook của fan Trường Giang đã chia sẻ hình ảnh cặp đôi ở sân bay Phú Quốc. Cả hai mặc đồ đôi áo trắng, quần sọt giản dị, đeo kính và đội mũ khá ngầu. Tuy nhiên, lúc nhìn xuống chân thì ai cũng tá hỏa, thì cả hai đều đi dép tổ ong. Đây là đôi dép huyền thoại của Trường Giang, anh đã sử dụng rất nhiều lần, kể cả lúc ở quán hay lên sân khấu. Ngày 20 là cả hai tổ chức đính hôn, cách đây ít giờ cặp đôi đã có mặt ở Phú Quốc. Ai cũng tá hỏa khi nhìn xuống phía chân của cặp đôi này. Ai nhìn thấy cũng phải bình luận trước sự khó đỡ này. Dép tổ ong giống như một phụ kiện ruột của Trường Giang, anh thường xuyên đi, dù xuất hiện ở đâu, lần này còn lôi kéo cả Nhã Phương nữa. Trước hình ảnh này, nhiều người đoán rằng Trường Giang và Nhã Phương về Phú Quốc để chuẩn bị tổ chức đính hôn ở đây. Bởi trước đó cả hai chỉ bật mí chung chung là tổ chức ở bãi biển, chưa rõ tỉnh nào. Hơn nữa cặp đôi đã chụp ảnh cưới ở chính Phú Quốc. Ngoài ra Trường Giang còn mới tậu biệt thự 15 tỷ ở đúng nơi này. Chính vì thế mà nhiều người cho rằng lễ đính hôn và kết hôn sẽ đều được tổ chức ở Phú Quốc. Trước đó ảnh cưới của cặp đôi trong một dự án nghệ thuật được tiết lộ, Trường Giang còn mới tậu nhà 15 tỷ ở Phú Quốc. Cặp đôi cũng đã chụp ảnh cưới xong xuôi ở Phú Quốc rồi, còn đây là hình ảnh cưới của Nhã Phương trong phim Tuổi Thanh Xuân. Cứ bị dùng ép chuyện ly hôn, Trương Quỳnh Anh bức xúc lên tiếng sự thật thế này đây. Không thể chịu nổi sự soi mói từ cư dân mạng, Trương Quỳnh Anh đã lên tiếng về sự thật, mối quan hệ của mình với Tim. Vốn là một cặp đôi hạnh phúc của showbiz Việt, vợ chồng Tim, Trương Quỳnh Anh những ngày gần đây đang phải đau đầu với tin đồn đã ly hôn. Dù liên tục chứng minh bằng những hình ảnh từng tướng bên nhau, nhưng người hâm mộ vẫn hoang mang vì cả hai vẫn chưa có lời nói chính thức về việc có ly hôn hay không. Trong khi có nhiều tờ báo vẫn đưa tin rằng điều này đã được xác nhận bởi tòa án nơi Trương Quỳnh Anh và Tim làm thủ tục ly hôn. Không thể chịu nổi việc nhiều người chú ý chuyện gia đình, mới đây Trương Quỳnh Anh đã bức xúc lên tiếng trên trang cá nhân. Trương Quỳnh Anh bức xúc cho rằng việc không lên tiếng chứng minh là vì đây là chuyện riêng của gia đình và không quan tâm đến những lùm xùm hiện tại. Một ngày của tôi bắt đầu làm việc bằng đánh thức ông con lười dậy tắm cho ổng, đến phiên ba ổng thoa phấn cho thơm tho, thay đồ, đút ăn sáng rồi chở đi học. Tôi đi tập nhảy, anh đi gym, chiều đón con về rồi tối đi diễn, thời gian đâu nữa mà quan tâm thế giới nghĩ gì. Trong khi họ nghĩ mải mê viết kịch bản thay cho cuộc đời của người khác, thì lại quên mất sống cho cuộc đời của mình. Nhìn lại xem bạn đã mất bao nhiêu thời gian để lo nghĩ cho người khác rồi. Chúng tôi, gia đình tôi, người thân, bạn bè thân yêu của tôi chưa một ai lên tiếng về bất kỳ điều gì. Họ có thể chưa, nhưng rồi sẽ làm cha làm mẹ, ắt sẽ biết làm thế nào tốt nhất cho con. An yên là được, biết đủ là đủ. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Rất nhiều fan hâm mộ tỏ ý đồng tình với ý kiến của Trương Quỳnh Anh. Trước đó, Tim còn bị phát hiện đã đổi hình xăm tên Quỳnh Anh thành hình khác. Chính vì lẽ đó nhiều người cho rằng cả hai đang lục đục trong hôn nhân là có thật. Vợ Lý Hải lộ rõ vòng hai rất to, dân mạng đinh ninh mang bầu lần năm.
Lý Hải Minh Hà đã kết hôn được hơn 6 năm. Sau đám cưới, bà xã Lý Hải sinh liền cho chồng 4 nhóc tỳ đáng yêu. Và hình ảnh mới nhất khiến nhiều người đinh ninh, Minh Hà đang mang bầu lần 5. Gia đình đông con nhất nhì showbiz Việt được nhiều người yêu mến ngưỡng mộ vì hình ảnh luôn đầm ấm hạnh phúc bên nhau. Minh Hà cũng là thần tượng của nhiều mẹ bỉm sữa vì đã qua 4 lần sinh nở nhưng cô vẫn giữ được nhan sắc tươi trẻ, vóc dáng thon thả và quyến rũ. Cách đây 3 tháng, vợ Lý Hải diện váy rộng, sánh đôi cùng chồng dự buổi ra mắt phim tại thành phố Hồ Chí Minh. Hình ảnh của hot girl một thời khiến nhiều khán giả tò mò, hồ nghi cô đang mang thai con thứ 5. Đại diện của cô phủ nhận chuyện bà xã Lý Hải đang bầu bì. Nếu Minh Hà hiện có bầu thật, chúng tôi sẽ thưởng 100 triệu đồng cho người phát hiện chuyện này. Đại diện của Minh Hà tuyên bố để khẳng định tin đồn cô mang thai chỉ là thất thiệt. Minh Hà cho biết gần đây cô thích mặc những kiểu váy rộng nên mới gây hiểu lầm. Vợ Lý Hải khá bất ngờ trước những thông tin cho rằng cô sắp vừa cạn lần nữa. Tuy nhiên, tại buổi lễ ra mắt bộ phim hài ở thành phố Hồ Chí Minh tối qua, ngày 17 tháng 5, vợ chồng Minh Hà Lý Hải xuất hiện tình tứ bên nhau. Không ít ý kiến cho rằng Minh Hà có thể mang bầu lần 5 khi xuất hiện với vòng eo to khá, rõ hơn rất nhiều so với những bức ảnh trước. Dáng vóc của Minh Hà trông khá nặng nề và gương mặt tăng cân thấy rõ. Trước đó, cả Minh Hà và Lý Hải đều cho rằng có con là chuyện vui, trời ban cho mình thì mình nhận chứ sợ gì mà không dám nói. Tuy nhiên, chỉ có người thân cận mới hay. Ai quen biết vợ chồng cô đều rõ tính tình dễ chịu không so đo. Nếu có tin vui, nhất định họ sẽ thông báo tới công chúng để chia sẻ.